Vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 10 tháng 8, đã xảy ra một vụ chập điện gây cháy nổ lớn tại một cột điện thuộc ngách 47 trên 44, tổ 27 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, người dân đã dùng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy nhưng bất thành. Tiếp đó, người dân đã gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy, điện lực quận Cầu Giấy và Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng phải đến 30 phút sau thì người dân mới nhận được sự trợ giúp từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và điện lực quận Cầu Giấy. Ngay sau đó, đám cháy đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập tắt hoàn toàn. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, người dân sống tại ngách 47 trên 44, tổ 27 phố Dịch Vọng Hậu cho biết. Tôi ở ngay cột điện kia. Hôm nay tí nữa thì chết cả sinh viên lẫn chủ nhà không chạy ra kịp. Nó cứ nổ tạch tạch nổ như quả bom. Mà chờ phòng cháy chữa cháy đến thì mãi mới đến. Xịt những cái bình xịt con thì cứ chuẩn bị tắt lửa rồi thì hết bình này chưa kịp lấy bình khác thì nó lại bùng phát, nó lại nổ tung ra như quả bom. Công tác quản lý điện như hôm nay là hơi chậm, chưa kịp thời coi như là ứng phó cùng với dân dân. Khi dân báo có cháy kêu gọi cứu hỏa, có thứ mà điện không đến thì không kịp thời để cắt điện. Thái độ về chức trách của điện là phải có vấn đề. Thông tin gọi về điện lực, gọi cứu hỏa thì phải hơn 3 phút sau, 3 phút sau mới có mặt. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều dây điện bị cháy đen xì, hộp số điện biến dạng. Tòa soạn môi trường và cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn xem truyền hình trong những phóng sự tiếp theo.